lắng nghe những câu chuyện nhỏ để thấy trái tim ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi. Qua dặm cuộc sống. Hình xăm đặc biệt. Thưa bác sĩ, ca phẫu thuật sao rồi? Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, chúc mừng gia đình. Cảm ơn bác sĩ, ơn trời. Vậy là cuối cùng Anna cũng sắp được trở lại với cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Đi học vui vẻ nhé con yêu. Vâng ạ, tạm biệt cha mẹ. Dạ, trông Anna được trở lại trường vui chưa kìa. Tôi bắt được bóng rồi. Các cậu ơi, cho tôi chơi với. Ôi, nhìn vết sẹo trên ngực cậu ấy kìa, trông gớm ghiếc quá đi mất. Nhìn nó giống như một con rết lớn vậy. Tớ đã từng xem phim về các dị nhân. Chắc cậu ấy đã nuốt phải con rết và trở thành người rết đấy các cậu ơi. À, chạy đi các cậu ơi. Người rết tới, người rết tới. Nhanh lên, không người rết ăn thịt chúng ta già. Anna, hôm nay ở trường con có chuyện gì vui kể cho cha nghe xem nào. Đi học chả vui gì cả. Con không muốn đi học, con muốn ở nhà với cha mẹ. Ồ Anna, chắc là do buổi đầu đi học con chưa quen đó thôi. Chứ đi học con sẽ học được nhiều điều hay, rồi có thêm bao bạn bè chơi cùng con nữa này. Con không cần những thứ đó, con ghét trường học. Chà, em làm con bé dỗi rồi kìa. Không sao đâu anh, con bé đi vài hôm là quen thôi. Lúc đó lại chẳng véo von cả ngày ấy chứ. À, người rết tới kìa. Trời ơi, người rết sắp tấn công chúng ta. À, ôi. Trời ơi, Anna, sao em lại đánh bạn như thế? Mẹ ơi. Anna, mẹ rất thất vọng về con. Ban nãy cô giáo đã gọi mẹ ra gặp riêng và thuật lại việc con đánh vào mặt bạn. Mẹ không hiểu nổi vì sao con lại có thể hành động như vậy đấy. Mẹ con nói đúng đấy Anna. Dù lý do là gì thì việc con đánh bạn như vậy là không chấp nhận được. Em phải dạy dỗ lại Anna mới được. Thời gian qua chúng ta đã quá nuông chiều con bé rồi. Mình phải tẩy sạch vết sẹo này đi, để không còn ai nói gì mình nữa. Anna, con đang làm gì vậy? Trời ạ, sao con lại đi nghịch xà phòng làm bẩn hết cả váy thế này hả? Con không thích. Con muốn xóa vết sẹo trên ngực đi, nhưng không thể nào xóa nổi. Các bạn trêu con không muốn. Các bạn trêu gì con? Nói mẹ nghe xem nào. Các bạn chỉ vào vết sẹo trên ngực con, rồi bảo đó là con rết, rồi nói con là dị nhân, là người rết. Con gái mẹ xinh đẹp thế này sao có thể là dị nhân được cơ chứ? Vết sẹo đó không có gì xấu cả Anna ạ. Bất cứ ai mổ xong cũng sẽ để lại một vết sẹo trên cơ thể như vậy. Sao chỉ mỗi mình con có? Các bạn khác chả ai có vết sẹo như vậy cả. Con nhìn thử xem, vết sẹo trên ngực con trông như một chiếc khóa kéo vậy đó. Vết sẹo đó sẽ giúp đánh dấu vị trí quan trọng trên cơ thể, là chỗ mà các bác sĩ sẽ can thiệp nếu tim con gặp vấn đề. Con không cần nó, trông nó thật xấu xí, con không muốn.
Anna đã trải qua khoảng thời gian vô cùng vất vả trong bệnh viện. Giờ tưởng là lúc con thoải mái, vui vẻ, vậy mà lại vướng phải chuyện này. Mình phải làm gì đó để vực dậy tinh thần con bé mới được. Này Anna, cha có thư này muốn cho con xem. Ồ, vết sẹo trên ngực cha trông giống hệt vết sẹo của con, thậm chí còn lớn hơn của con nữa. Có chuyện gì mà hai cha con trông vui vẻ thế? Cha cũng có vết sẹo giống con nè mẹ, tuyệt quá. Anh đã đi tới tiệm xăm trong thành phố và nhờ họ xăm hình vết sẹo giống hệt Anna. Anh không muốn con cảm thấy đơn độc trong cuộc sống này, vậy nên anh đã nảy ra ý định xăm hình vết sẹo. Quả đúng như anh suy nghĩ, con bé đã nở nụ cười rất tươi khi thấy vết sẹo này sau những ngày ủ ê vừa qua. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Anh là người cha vĩ đại nhất mà em từng biết đấy Max ạ. Dựa trên chuyện có thật của cô bé Everly Back, 4 tuổi, bang Illinois, Mỹ. Thấy trái tim ta biết yêu thương thời gian.